Để tàu đi gỡ lưới vậy. Các bạn là đang đánh lưới. Còn hai kia câu nữa. Con này cá nhiều lắm cả nhà. Ngày nào cũng có người câu, ngày nào cũng có người đánh lưới. Trời nữa. Bạn kia có mấy bạn đang thả lưới nè. Gỡ lưới thả rồi bây giờ đi bắt cá. Còn một đại ca cái chài nha, đại ca kia hồi sáng cái chài được mớ giác lên cả nhà. Giác luôn á, đi về cho vợ bán. Cắm trại ăn uống tại chỗ luôn, nướng cá luôn, mà đem bia đi nhậu luôn nè, đầy đủ luôn, sinh tồn luôn. Nướng cá ăn nhậu luôn đó, đó, vô cái đi, mấy người vô cái quay phim coi. Cắm trại đánh cá, cắm trại luôn, ăn nhậu luôn, cá bự luôn, uống bia luôn, ăn nhậu luôn, được không? Đây là dưới đây là. Người cá ăn nhậu luôn á đó. Đó, vô cái đi. Ngày nào thấy cũng kéo mà. Ông ơi tính trắng luôn à. Ông kéo chỗ này ít người biết á, có chỉ anh biết thôi á. Hả? Gì hả? Thấy gì? Nhiều quá nha, thấy á. Quay lên vậy cái máy tôi ở nhà lên vậy lên ấy có không? Chia Facebook, chia sẻ lên Facebook chơi á. Chia sẻ mới có hả? YouTube. Thế anh vô anh có để máy đi không? Không máy. Vô đăng ký kênh. Không có đó, tỷ nhân lên vậy có cái máy tôi ở nhà nổi lên không? Đâu thì anh phải đăng ký kênh. Hoặc là kết bạn á. Kết bạn á. Chứ còn trên ấy nó nhiều người đăng quá đâu có thấy được. Đây nữa là một con này nhỏ nè, bỏ ra ngoài hả?
Cái này nhỏ bỏ ngoài hả? Sao bỏ trước kia cho nó sống anh? Em hồi có thằng nhỏ kia lên đụng trên. Quá trời không canh à? Một trời thôi đó, quá trời. Thú vị nha. Thế ngày nào anh cứ đi chài mà cũng cá nhiều quá chứ ha. Cái sáng là em dậy cũng thấy anh tưởng người lạ. Watch this video. If you find it interesting, please subscribe to my YouTube channel and recommend everyone to subscribe to my channel. Thanks a lot.